Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, sau đây Thánh Dông cần thông báo một tin vui cho toàn thể đồng bào được rõ. Sau nhiều ngày cầu khẩn cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép Thánh Dông được tịnh cầu nghỉ ngơi, bởi vì xác phần này đã quá mệt mỏi. Xác phần của một vị y thiền sư Đại Việt Vương Đạo, Ngài chính là Minh Vương và là vua nước Việt. Trong khoảng thời gian vừa qua, Thánh Gióng đã mượn xác của vị y liền sư này để làm việc theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho và cho phép. Tuy nhiên, vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của đồng bào dân Việt chúng ta, làm cho vị y thiền sư của chúng ta, Minh Vương của chúng ta, vua nước Việt của chúng ta, đã làm việc quá sức trong vòng 40 năm trở lại đây. Giờ đây, trong lúc chờ đợi đồng bào tỉnh thức, sám hối để sẵn sàng nhập cuộc, thì chúng ta tuyệt đối không được phép làm phiền y thiền sư của chúng ta, Minh Vương của chúng ta, vua nước Việt của chúng ta, cho đến khi chúng ta sẵn sàng cùng nhau tập hợp lại tương đối là đầy đủ. Rồi sau đó hãy cùng nhau mời Ngài làm việc lãnh đạo của nguyên dân Việt và nước Việt gấp. Chúng ta hãy làm việc ở tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, vì nơi đó có Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chứng giám, cùng ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta chứng giám, và đương nhiên có tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ chứng giám tại nơi đó. Thành ra tất cả những mưu ma trước quỷ đen tối nhất, thầm kín nhất, không thể qua mặt tại nơi đó. Và đương nhiên có chính quyền các cấp các giới để ý và theo dõi rất kỹ càng tại nơi đó. Thành ra chúng ta có thể tạm dùng nơi đó là nơi để tập hợp làm việc của nguyên dân Việt và nước Việt chúng ta. Và đồng bào cần được biết rõ là chúng ta dùng sấm điển, sấm truyền, hồng ân của Cha Trời ban cho, những phép lạ vĩ đại áp dụng cùng với những lời dạy bảo của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để làm việc của nguyên dân Việt và nước Việt gấp, và đồng thời để làm việc góp phần vào việc cứu nguyên nhân loại gấp. Việc cứu nguyên nhân loại là việc chung của tất cả mỗi người, con cái của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và dân tộc Việt chúng ta là một dân tộc đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ưu ái chọn lựa và mời gọi trước. Vì thế chúng ta không được phép coi thường
và tiếp tục bề trễ. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ như những ngày tháng vừa qua, thì chúng ta sẽ mất tất cả. Tuy nhiên tôi biết dân tộc Việt chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở mới có một lần. Nhiều ngàn năm một thuở mới có một lần. Và từ cổ chí kim trong lịch sử nhân loại, đây là lần đầu tiên quan trọng nhất đối với nhân loại về việc một dân tộc đã được cha trời thượng đế toàn năng ưu ái chọn lựa trước để cùng ngài làm gương. Chúng ta làm gương, làm việc góp phần vào việc cứu nguyên nhân loại, vì đây là thời mà kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, thời mà kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Dân tộc Việt chúng ta đã được chọn lựa và được mời gọi trước. Vì thế chúng ta hãy mau mau nhắc nhở cho nhau nhập cuộc gấp. Y Thiền Sư, Y Liền Sư, Đại Việt Phương Đạo, thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Hy vọng một ngày rất gần đây, tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, chúng ta có dịp mời linh điển của Đức Thánh Phụ Đổng Thiên Vương tái thế nhập cuộc cùng chúng ta để lãnh đạo chúng ta làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt gấp. Giờ đây, Y Thiền Sư Đại Việt Vương Đạo, Y Liền Sư Vương Đạo Việt xin phép được tịnh khẩu và nghỉ ngơi. Và chúng ta không quên cảm ơn vô vàn, cảm ơn vô cùng Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, cũng như cảm ơn Đức Thánh Phụ Đổng Thiên Vương, Tướng Nhà Trời, cùng tất cả những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh. Y Liền Sư, Y Thiền Sư, Đại Việt Phương Đạo xin kính chào, tạm biệt.